Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đại diện một số hợp tác xã tiêu biểu trong tỉnh. Báo cáo tổng kết nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của tỉnh Hưng Yên do đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày tại hội nghị đã khẳng định. Sau 20 năm triển khai thực hiện, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh có bước phát triển. Hiện toàn tỉnh có 449 hợp tác xã, tăng 190 hợp tác xã so với thời điểm tháng 12 năm 2001 với hơn 71.000 thành viên. Số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã là hơn 13.000 người, tổng số vốn hoạt động là 717 tỷ đồng. Thu nhập bình quân trong các hợp tác xã đạt 48 triệu đồng một người trên năm, tăng 18 triệu đồng so với thời điểm tháng 12 năm 2021. Tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã chuyển đổi từ mô hình hợp tác xã kiểu cũ sang mô hình hợp tác xã kiểu mới, hoạt động hiệu quả, đem lại lợi ích cho thành viên. Trong báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết số 21 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã nêu bật kết quả đạt được trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cụ thể, đến tháng 11 năm 2021, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 247.600 người, tỷ lệ bao phủ đạt 35,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 1.161.000 người, tỷ lệ bao phủ đạt 91,5% dân số. Ước số thu tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hết năm 2021 đạt 5.165 tỷ đồng. Đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song tỉnh Hưng Yên đã chủ động hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng chưa có thẻ. Tổng số đối tượng được hỗ trợ hàng năm lên tới trên 403.000 người với tổng kinh phí hỗ trợ trên 141 tỷ đồng một năm. Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, hội nghị đã có 6 tham luận của các đại biểu trao đổi về kinh nghiệm và kết quả tổ chức thực hiện hai nghị quyết trên ở địa phương, đơn vị mình. Đồng thời có những đề xuất kiến nghị thêm với tỉnh về mặt cơ chế, cách làm trong thời gian tới để vai trò kinh tế tập thể được phát huy, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thêm bao phủ rộng khắp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thông tin nhanh về kết quả thực hiện nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên phạm vi toàn quốc, đồng thời gợi mở một số vấn đề để tỉnh Hưng Yên tham khảo trong thời gian tới, để kinh tế tập thể phát triển xứng đáng là một trong những trụ cột kinh tế của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. Tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định nghị quyết 13 và nghị quyết 21 là hai nghị quyết rất quan trọng. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện khá tốt hai nghị quyết này, nhờ đó kinh tế của tỉnh có sự phát triển nhanh, an sinh xã hội được cải thiện. Để thực hiện tốt hơn nội dung hai nghị quyết này trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh công tác tuyên truyền cần được quan tâm hơn. Không phải vì chúng ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta xuất hiện những đại dự án, chúng ta xuất hiện những tập đoàn kinh tế lớn mà chúng ta thiếu sự quan tâm đối với kinh tế tập thể và hợp tác xã. Đây là một bộ phận rất quan trọng của nền kinh tế ở Hưng Yên của chúng ta, bởi vì chúng ta có đến gần 80% dân số ở khu vực nông thôn,
Thế cho nên là phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã sẽ đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thực hiện công ăn việc làm, cơ cấu lại lực lượng lao động, chuyển đổi kinh tế, và đặc biệt quan trọng hơn là trong cái việc mà thực hiện, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở khu vực nông thôn của xã. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng cần nâng cao vai trò lãnh đạo, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với công tác phát triển kinh tế tập thể và công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Riêng với loại hình kinh tế hợp tác xã cần đề cao nguyên tắc dân chủ tự nguyện. Tăng cường bảo đảm các cái nguyên tắc, mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của hợp tác xã, liên kết hợp tác xã, hộ gia đình và doanh nghiệp, hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi phân phối. Ở đây nó có một vấn đề rất là quan trọng là cái nguyên tắc tôn chỉ của hợp tác xã cần phải được đề cao, đấy là nguyên tắc dân chủ và tự nguyện cùng có lợi ở đây đối với hợp tác xã. Hợp tác xã nó rất khác với cả doanh nghiệp. Hợp tác xã là đối nhân, thành viên góp 1 đồng vốn cũng như thành viên góp 100 đồng vốn là như nhau, có quyền như nhau trong cái chuyện mà quản trị và điều hành. Không phải là tôi góp vốn nhiều hơn thì tôi phải tham gia quản trị, cái này nó rất khác với mô hình của doanh nghiệp. Thì chúng ta cần phải lưu ý. Thế tất nhiên là anh đóng góp nhiều về tiền bạc, về công sức nhiều thì nhất định cái hưởng lợi của anh từ kết quả của hợp tác xã của anh cũng phải nhiều hơn. Nhưng mà về mặt quản trị điều hành là tôi và anh là bình đẳng. Với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải tiếp tục đổi mới cho tương xứng với vị trí và vai trò là nòng cốt, là cầu nối, thúc đẩy phát triển cho các hợp tác xã trong tỉnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các hợp tác xã và các thành viên. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng bằng khen cho 35 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 13, tặng bằng khen cho 10 tập thể, 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị.